Sau khi được hưởng án treo, Ngọc Trinh đã trở về nhà riêng và bắt đầu hoạt động ở trên mạng xã hội, tuy nhiên vẫn còn khá e dè. Mới đây, hình ảnh con gái nuôi của cô gây chú ý khi được cho là đang tập tành nối nghiệp mẹ. Sau vài tháng tạm giam, Ngọc Trinh được hưởng án treo trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Cô cho biết bản thân trưởng thành hơn sau vấp ngã vừa qua. Hình ảnh hiện tại của nữ hoàng nội y đã khác đi rất nhiều so với trước đây. Ngọc Trinh đã trở nên cẩn trọng, tỉ mỉ khi xuất hiện trên mạng xã hội hậu biến cố lớn nhất đời tư. Cô tạm thời không ăn vận sang chảnh như trước đây, chỉ mặc đồ giản dị, hạn chế chia sẻ quan điểm của bản thân và dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Mới đây, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn story ghi lại khoảnh khắc bé He, con gái nuôi của Ngọc Trinh, đang tập quay giới thiệu những món đồ chơi của mình. Không ít khán giả đã suy đoán rằng nữ hoàng nội y bắt đầu cho con gái nuôi tập tành làm vlog, tự tin thể hiện cá tính trước ống kính. Đầu năm 2023, Ngọc Trinh đã nhận cháu ruột bé He làm con nuôi, không chỉ đưa nhóc tì về sống ở nhà riêng, người đẹp còn hết mực yêu thương quan tâm đến cô bé. Khi bị vướng tin đồn sinh con, cô ngay lập tức lên tiếng giải thích. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt tròn, nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh gà trống nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột vậy đó. Trong khoảng vài năm trước, Ngọc Trinh không chỉ mang danh nữ hoàng nội y mà còn là một yêu nữ hàng hiệu đích thực của Vbiz, người mẫu sở hữu một căn phòng chứa đồ hiệu không kém gì ngoài cửa hàng thời trang, bộ sưu tập từ quần áo, váy vóc cho tới túi sách, phụ kiện, nước hoa của cô đều đến từ những thương hiệu xa xỉ. Người đẹp từng nhiều lần gây xôn xao cõi mạng khi thực hiện một chuỗi vlog ghi lại quá trình giới thiệu, đập hộp những món đồ hiệu xa xỉ. Cô thẳng thắn nói về cách tiêu tiền của bản thân. Món nào 1 tỷ đổ lại thì tôi mua ngay, không cần suy nghĩ, nhưng 4 đến 5 tỷ thì cũng phải suy nghĩ. Tôi không phải máy in tiền mà nói một cái có 4-5 tỷ mua đồ luôn, tôi cũng phải trúng show này, bán căn nhà kia mới có tiền. Cách đây không lâu, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc bản thân đứng trên bục khai báo trong phiên tòa xét xử diễn ra ngày 2 tháng 2. Khi nhìn lại đoạn video này, người đẹp chia sẻ thêm, cảm ơn biến cố lần này. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ đều hy vọng nữ người mẫu sẽ nghiêm túc chấp hành mức án phạt trong thời gian sắp tới. Tại thời điểm mới được trả tự do, cô đã tâm sự với đông đảo khán giả ở trên tài khoản cá nhân. Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Và Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội. Ngọc Trinh còn cho biết bản thân cô và công ty đang tất bật thực hiện chuyến đi thiện nguyện tại Trà Vinh còn dang dở từ năm ngoái. Trinh và công ty đã lên kế hoạch gấp rút cho chuyến đi này qua Tết. Trinh hứa sẽ cố gắng hết sức để có mặt ngay sau Tết, sớm nhất có thể, mong bà con thông cảm cho Trinh trong hoàn cảnh này.